ở giữa là có một cái hội sen. Chúng ta sẽ đi sang phía trước. Đây là hồ sen của chùa Tà Bét. Sau đây mình sẽ đi thẳng vào chánh điện của chùa Tà Bét nhé. Sau của chánh điện mình sẽ đi thẳng về phía trước. Trong phía trước chánh điện ở đây cũng có rất nhiều bồ câu. Chùa chắc đã lâu rồi chưa có thấy có tôn tạo. Ở phía trước này thì rất là mát, có rất là nhiều cây cổ thụ. Đây. Đó là các tháp để mà để các cho cố của những người thân vào các tháp để thờ. Cổng mà nằm ở phía trước đấy. Chùa đã xuống cấp cũng rất là nhiều rồi. Mình sẽ đi ra phía trước cổng nha. Là phía trước cổng các bạn. Phía trước cổng chùa là con sông. Phía trên đấy con sông ngoài trước nữa đó là chiến tránh của thành phố Rạch Giá đó. Trước mặt của chúng mình đó là có rất là nhiều rau ngổ thì dùng các món đồ ăn rất là ngon, nó được trồng ở phía dưới sông luôn. Đây là cổng của chùa. Chùa SIRIVANSAPHOL TABẠT. Mình cũng không biết đọc là có đúng hay chính xác hay không nữa. Nhưng mà ở đây thì nhiều người vẫn gọi là chùa Tà Bớt thôi. Mình sẽ đi vào chánh điện lại nè. Đường vào chánh điện đó thì đó là phía trên của chánh điện. Sau đây mình sẽ đi phía bên tay phải của chánh điện, từ phía bên ngoài đi vào. Hồi nãy mình đã đi phía bên tay trái rồi. Ở đây thì đã xuống cấp hơi nhiều rồi. Anh nói là xuống cấp trầm trọng mới đúng. Phú Sâm. Quen à, hết chùa rồi các bạn. Rồi, con các bạn. Đã thấy rồi.